Ưu điểm của gen co nhiệt là làm tăng tốc độ của công việc. Các mối bọc dây điện sẽ gọn gàng và đẹp mắt hơn so với băng dính, không bị bong như băng dính và bảo vệ tốt nhất các mối hàn dây điện hay cách điện giữa các đường dây dẫn. Khả năng co giãn cao, chống ăn mòn, không sinh ra halogen và ngăn ngừa oxy hóa. Một số lưu ý về cách sử dụng gen co nhiệt. Ngoài việc chọn kích thước phù hợp, rộng rãi một chút nhưng không được quá rộng, thì cách đốt cũng phải lưu ý. Nếu các bạn đốt toàn bộ đoạn gen là chưa đúng cách, nó sẽ bó chặt mối nối, làm dễ bị chảy xước hoặc chọc thủng gen. Đốt đúng cách sẽ đốt ở hai đầu để đảm bảo mối nối được bảo vệ tốt nhất.